yes. Yes. Hello. Chào mừng các bạn đã đến với buổi tuần trực tiếp của Game TV ngày hôm nay. Kẻ đấu giao lưu giữa Game TV Thái Bình để mừng khai trương cho quán của bố lão Dung Sinh 84. Thưa anh Ngọc Văn Lai. Địa chỉ số 30 Bùi Xuân Trạch, hệ thống quán LED rất hiện đại, được đầu tư gọi là kinh khủng khiếp. Địa chỉ số 30 Bùi Xuân Trạch và những bạn nào ở khu vực này thì hãy qua và ủng hộ cho anh. Và chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên trong buổi giao hữu ngày hôm nay. Catarian của lô 1. Nghệ lưới một trận cầm Hitty. Sắp xếp là hơi xấu. Mảnh máy của Hồng Anh, Mi Hoan. Và cuối cùng là Assyrian của Chip Boy. Như vậy quân của bên phía Game TV trong trận đấu đầu tiên đang là khá đẹp. Một AC, một Hit, một Mi Hoan và một Catarian. Khá đáng tiếc là Catarian của lô 1 lại là người nằm ở sâu trong góc 9 giờ. Nhớ đổi lại vị trí đó cho Mi Hoan hoặc là Hit hoặc AC. Đổi lại vị trí cho bất kỳ một ai trong ba game thủ còn lại thì sẽ rất là đẹp. Nhưng sao? Trận thiếu đầu tiên tôi nhìn thoáng thoáng qua thì bên phía đội bạn, bên phía Thái Bình có Greg Roman thì phải. Không biết là đúng không? Muốn biết đúng hay sai thì chúng ta cũng chờ trong ít phút nữa thì biết ngay. Chip Boy như vậy có Hiêu Phụ. Có một voi làm tại nhà chính, đồ lô về là hơi ít. Bầy Hiêu này dường như bầy Hiêu đầu luôn. Thử đảo qua một số mảnh máy khác xem đồ ăn như thế nào, Hồng Anh có đủ đồ ăn chưa? Bây giờ mới con Hiêu đầu tiên về nhà, còn 3 con nữa chưa về. Làm như vậy là bầy Hiếu 7 con nhưng dường như là rất xấu. Nên Hồng Anh vẫn chưa có thể đưa được hết về nhà chính của mình. Mới chỉ một con, con này là con thứ hai, còn lại 5 con nằm ở vị trí kia. Hơi khó đưa. Màn hình máy của lối một trận Hitty liệu có dám đánh cung đầu cánh hay không. Ngày xưa thì hay có cái câu là cầm Hitty mà không đánh cung thì đồng đội cười cho. Hay là Hitty mà không đánh cung thì là có lỗi với đồng đội, nhưng ngày nay thì đã khác rồi. Đế chế 44 bây giờ nó khác vọt hơn trước rất là nhiều, khi mà liên tục ở những cái bài chém thời điểm ban đầu cực kỳ rát. Một khi đánh cung kiểu gì cũng ăn những cái turn 2 quay 1, thậm chí là chéo cánh 3 đánh 1 luôn ở ngay những thời điểm đầu tiên. Nên cái việc đánh cung đầu cánh bây giờ rất là khó khăn. Bãi quả phụ 6 cây dành cho lối trong trận đấu này. Đồ ăn ở hơi xa. Thử đảo qua mình máy của lô 1 xem sao. Một bài Catarian. Như vậy là sẽ ra ăn con voi ở gần cái gần chiếc BS đang ăn hiêu của lối. Đồ đủ chưa? Có một bầy hiêu ăn gần xong quả phụ. Như vậy đồ của Catar trận đấu này là đủ tươi rồi. Một bài lên xong lực cực khỏe của lô 1 đây. Họ quay trở lại với Chip Boy. Thời điểm ban đầu tôi chưa nhìn thấy Chip Boy có quá nhiều đồ ăn như vậy. Như vậy là cũng có quả phụ để ăn rồi. Ồ không. Thôi, do lỗi kỹ thuật một chút. Nãy giờ tôi vẫn chuyển màn hình nhưng ở cái màn hình các bạn xem thì nó không chuyển. Hơi đen. Không sao. Đây là màn hình máy của Chip Boy.
26 nông dân đánh cung đầu cánh đã cơ cấu được một cái hốc tụt sâu vào 6 giờ. Đây là một cái hốc khá đẹp dành cho Chip Boy. Kích đời 11 phút 15, nhưng không phải là quá muộn đâu. Lực của Chip Boy cũng là rất khỏe. Như vậy đã xuất hiện Tôm rồi. Tôm cầm quân gì và đánh chém kìa. Ngựa giò là đầy đủ công giáp hay không? Rút hết vào trong ốc, bò bế lại hai chiếc bè nữa. Như vậy là cái hốc của Chip Boy đã gần kín rồi. Còn nguyên bầy hiêu, còn nguyên bầy hiêu nữa để có thể ăn hoang. Liệu cái map bản đồ hướng từ 9 giờ xuống 6 giờ đã kín hay chưa? Vâng, bầy hiêu rất to, 7 con. Như vậy thì không cần phải đóng quá nhiều ruộng ở thời điểm đầu. Chip Boy chỉ cần ép gỗ để có thể sóc đều 4 hoặc 5 nhà của mình thôi. Đang thiết kế à? Thế rồi sẽ chỉ là một bài 4A và phát triển... Sau dần phát triển ở phía bên trong hốc này thôi. Sau khi lên 3 xong, lên các bánh xe xong các thứ thì sẽ đèn nhà chính và chui vào trong này. Khu vực cạnh chiếc BM cần phải có thêm một lớp e nữa chắc. Mẹ bánh xe. Màn hình máy của lô 1 dâng L không. Lại đánh L ở nhà, chém phủ ra ngoài cho lùi có thể đánh cung. Gặp màu 7 của Gunly. Hai ngựa giò gần chết cả. Nó trở về đúng nghĩa là con ngựa giò, không có tính chất thi đấu. Hai lạc đà sẽ được đến ngay sau đây. Và địa chỉ sẽ là cái bãi nào, bãi rừng hay bãi ăn hoang của Gunny. Nhìn bản đồ con thì chúng ta có thể thấy Gunny anh cơ cấu một cái hốc khá là nhỏ. Khung khung nhà của Gunny khá là nhỏ. Hai lạc đà đã đến nơi, như vậy là lô 1 quyết định đi thẳng vào trong luôn. Phi thẳng vào trong cánh nhà của Tiểu Bạch Long Lady Gaga, người đánh cung bên phía team Thái Bình. Hai lạc đà sẽ được đến luôn. Tiểu Bạch Long đang thời điểm bây giờ thì đã đóng xong nhà bè rồi. Phút 15:40 chắc chắn là cũng đã có bánh xe rồi. Lô 1 nhà tận 9 giờ, việc đi quân lên đến nhà Tiểu Bạch Long là rất mất thời gian, cực kỳ xa. Không, đây chỉ là con phong một bầy hiêu mà Tiểu Bạch Long đã ăn xong rồi. Đã có tân cung đầu tiên đến từ Dũng Con. Như vậy thì Kata sẽ không thể thi đấu với Hit. Cái nhà kia nó giống như nhà Hit hay Baby. Hy vọng đó là Baby chứ không phải là Hitty. Nếu như là Hit thì cũng là một trận đấu khó dành cho game thủ bên phía Game TV, khi mà Dũng Con là một bài trong cánh. Các nhà đánh cung của Game TV đều ở ngoài cánh hết. Hồng Anh, Dâng L đang bị đang bị chém bãi vàng bởi Tôm. Vậy em kịp không? Lọt bãi gỗ của Tôm rồi. Tôm chưa có bánh xe. Thể phút 17 vẫn chưa có bánh xe. Dummy luôn vào nhà của đây, nhìn như là Kata. Kata hay Zoman. Nhiều khả năng đây là Zoman rồi. Nếu mà là Kata thì sẽ không đánh những con chém, mà thay vào đó sẽ là những con lạc đà. Đấy, có cung đờ đến từ Vô Thường ra cứu rồi. Hồng Anh đang tụt tham khá nhanh, tham lai chỉ còn lại 11/36. Mất bài ăn hoàng rất đau. Chip Boy đã đẩy cung ra. Tôm cũng đang là người bị tụt tham. Nhưng theo tôi thì Hồng Anh là người đau hơn khi mất cả bãi vàng luôn rồi. Mất cả hoàn hoàng bãi vàng. Lượng gỗ 400 bây giờ chạy đi đâu và hồi đi. Chui vào đầu hồi kệ đồng đội. Chưa đâu hồi một thời gian khoảng 10-15 phút trong game, kệ đồng đội. Màn hình máy của Chip Boy 51/72, tham lai đang khá to, đang đẩy rất gắt lên nhà của Tôm, trong khi ở nhà thì vẫn đang bị công bởi cả Vô Thường và Tôm. Đúng là cái điểm yếu dãy hàng E này. Hai hàng E vẫn không ăn thua. Rất nhiều đơn vị chém đến từ Tôm. Trong khi ở mặt trận bên nhà Tôm thì vẫn chưa thể đẩy sâu hơn được, khi mà Vô Thường đang ra bảo kê là quá tốt. Như vậy một tân vẩy e để có thể bắt tân chém này. Tôm khá tỉnh và đẹp dài, chỉ ăn được con giò thôi. Quay trở lại lưới đi,
xem núi đẩy cánh kia ra sao. 51/76, thằng này khá to thời điểm hiện tại. Trong nhà của Lối cũng đã xuất hiện cả Hồng Anh ở đây rồi. Hồng Anh đã chạy vào nhà Lối để hồi rồi. Milan cần phải được hồi. Thằng này của các đồng đội vẫn hiện tại vẫn đang to. Cani một bài đánh chém, điểm số cũng đang là khá cao. Lớp 1 đang rất đông lạc đà và chúng ta thử đảo qua mảnh máy của lớp 1. 49/44, một bài đánh Catalan chắc ruộng. Đợi duy nhất bên phía Genvi, duy nhất Hồng Anh chỉ là người yếu thôi. Còn lại cả ba nhà đều đang to khỏe. Như vậy là nâng cấp đào vàng. Theo những gì tôi dự đoán thì nhiều khả năng lô 1 sẽ là người nhảy 4 thẳng cơ. Lối sẽ là người hút đam. Lối hút đam cho lô 1 có thể ra dân và nhảy 4 sớm. Chip boy nhưng với điều kiện là chip boy cũng phải cân được cánh bên kia và cũng phải tạt cánh đánh đầu một chút sang bên phía cánh bên này. Biết là hơi khó so với chip boy nhưng vẫn phải cố thôi. Bên phía đội bạn thì tôi thấy cũng chỉ có tham của tôm là bé thôi, còn lại các nhà kia đều rất to. Hoàng Thế Thường điểm số cực cao. Mảnh máy của chip boy còn đỡ được không? 66/96 đang đẩy chéo cánh một tơn rồi. Đây sẽ là một tơn cực ảo bên phía các thành viên Game TV. Đục hàng ngay này vào và ăn dân. Tiểu Long anh có biết không? Đã biết chưa? Lọt một tơn cực đau vào nhà. Và một tơn đẩy quân cực ảo và nhiều khả năng Vô Thường sẽ là người đẩy chip boy. Nếu như không cứu Tiểu Long thì Vô Thường sẽ là người đẩy tất tay chip boy tơn này để lấy tham của chip boy khi mà biết được rằng chip boy là người đã đẩy quân. Không, Tiểu Long anh đang mất rất nhiều nông dân. Anh đang làm gì ở đâu? Ốp A, như vậy là Tiểu Long đang bị ốp A. Và toàn cung đường tuyển với nhau cả. Nếu như Tiểu Bạch Long không phải là cung đường hit thì không có một cái cửa gì để có thể đỡ. Nhà của chip boy đã bắt đầu xuất hiện những con chém đến từ tôm khi mà nhận thấy rằng chip boy là người đã đẩy quân. Thật ra chip boy bây giờ chỉ ở 64 thôi. Nhưng sao một cái tham chui hốc đến thời điểm hiện tại như vậy là ổn. Timeline Game TV đang đè khoảng 52/48, chưa đè hẳn đâu. Vô Thường tham đang rất to. Trong khi Gunny nhiều. Vâng, tôi thử xem màn hình máy của Lối xem Gunny thế nào. Nhiều khả năng Gunny vẫn còn đang khỏe nguyên cơ. Nhà của Gunny nhà Greg hay Folesian gì đó. Tham này của Lối đang là 8x, cũng to thời điểm bây giờ. Đánh cung đầu cánh chỉ cần mong như thế này thôi. Lô 1 sẽ là người nhảy 4 đi. 55 rồi. Bớt một tơn đồ và nhảy 4. Như vậy là ốp thành công nhà của Tiểu Bạch Long. Tham Lai lại đang bị đè lên do Vô Thường đang là người quá to. Màn hình máy của Hồng Anh 29/32 dâng được A rồi. A dâng được rồi. Như vậy lô 1 đã bơm đồ cho Hồng Anh để có thể dâng A trong trận chiều này. Vâng, đủ hai kích rồi vào. Cẩn thận đừng để lộ A. Cẩn thận đừng để lộ A thời điểm bây giờ. Vâng, như vậy là chính thức bị lộ A rồi. Nhà Vô Thường cũng là một cái nhà giống như vâng cũng là hit. Hết tì của Vô Tường. Tham lai của Hồng Anh bây giờ chỉ là 33 thôi. Liệu đẩy A vào thời điểm bây giờ có phải là quá là sai lầm không? Theo tôi thì đây là một sai lầm. Nhưng không, bên phía của Game TV tất cả các nhà còn lại đều đang khỏe. Còn bên phía Thái Bình thì đã yếu hết cả rồi. Và chúng tỷ số là 1-0 trong trận đầu tiên nghiêng về bên phía Game TV. Và chúng ta cùng chờ đợi trong 1 phút để đếm trận thiếu thứ hai. Tôm lên đời cực sớm. Nhưng hơi đen cho anh là chip boy một mà có hốc và Hồng Anh cũng lên đời khá sớm. Hồng Anh là người dâng lời trận thiếu này.